chúng ta có thể nhận ra rằng với những người có chế độ ăn uống cực đoan, hà khắc, ngược đãi ngay chính bản thân mình, những tưởng việc nạp dinh dưỡng phản khoa học đó sẽ giúp ích cho cơ thể khỏe mạnh nhưng kết cục sẽ nhận lấy hậu quả vô cùng khôn lường và thậm chí phải đánh đổi cả tính mạng. Đặc biệt, việc sử dụng nguồn nước đảm bảo sạch, tốt, có lợi để đưa vào cơ thể là vô cùng quan trọng, trong khi hiện nay mọi người đều có thể nhận ra rằng chất lượng nước, mạch nước ngầm chúng ta đang sử dụng hàng ngày đã bị ô nhiễm âm thầm, nghiêm trọng mà bằng mắt thường rất khó có thể cảm nhận được. Từ đó bệnh tật sẽ tích tụ và quật ngã chúng ta bất kể lúc nào. Mỗi khi nghĩ tới nguồn nước sạch, hãy nghĩ tới Mr. Thành, người yêu nước, chuyên cung cấp các sản phẩm, thiết bị lọc nước xuất xứ chính hãng Nhật Bản và châu Âu. Ngay sau đây xin mời quý vị dành ít phút để tìm hiểu một số sản phẩm máy lọc nước do đơn vị Mr. Thành cung cấp và phân phối tại một số tỉnh thành, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng. Chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại trong các video quảng cáo tiếp theo.